đám xe sinh thành làm độc lại nhờ đồng đạo thiện trí thức và các huynh trưởng chia sẻ giùm góp ý trợ giúp cho nhau trên bước đường tu hành đạo. Phải gặp những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống đời thường mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải đương đầu trước những nghịch cảnh ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Vậy người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải tu như thế nào để được hài hòa giữa đời và đạo? Qua câu thầy đã dạy trong bài Thu Đã Cúi, muốn về cõi Phật phải lập thân cõi trần. Vậy người tín đồ phải lập thân như thế nào để được trọn vẹn vào đời đạo đời và phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện nay? Chân thành cảm ơn rất nhiều và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Cát Tường hỏi cái này khó trả lời quá à, tại vì sao nó không có nằm ở trong cái khung muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, vậy người tín đồ phải là lập thân như thế nào để được trọn vẹn đạo và đời để phù hợp với hoàn cảnh xã hội? Thì bây giờ chỉ có cái là cái người tu đó, cái đường Đức Thầy cho biết đó, nó rất là gai trong, nó khổ khó lắm, không có cái con đường nào mà mình đi đến cái vinh quang mà nó được mà thông dong tha thư thả đâu. Quý vị thấy những cái người mà người ta làm vua làm tướng rồi đó thì phải hoạn nạn như nó, phải vào tù ra khám dữ tợn. Còn cái người tu mà muốn đi về được qua thành tiên thành Phật đó, không phải chuyện đơn giản. Cho nên Đức Thầy nói là rất là gai trong, mà rất là gai trong, cho nên Đức Thầy kêu cái gì mình cũng phải ráng ráng hết trơn. Thì cái hoàn cảnh mà nó có xảy ra bị vướng mắc ở trong ở ngoài xã hội hay trong gia đình, chỉ còn có cái nhẫn à. Cho nên là chỉ có cái nhẫn, rồi Đức Thầy cho mình mấy cái pháp để cái bí quyết để mà mình thủ thân đó. Thì phận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sết, thấy không? Rồi tai nghe chi những câu ái ố, lòng từ bi chớ cố lời dèm. Thì bây giờ mình thực hiện được mấy cái phương pháp mà Đức Thầy chỉ đó, chỉ có những cái cách đó đó là nó hữu hiệu nhất thôi. Rồi mình chỉ có một cái là mình lo để mình thực hiện đúng cái đường của mình chọn mình đi. Nếu mà mình đi về cực lạc á thì mình phải niệm Phật nè, mình phát nguyện cầu giảng sanh nè, mình niệm Phật để cho cái tâm mình được thanh tịnh nè, đủ cái tiêu chuẩn được giảng sanh nè. Rồi cộng với cái sự niệm Phật đó là mình phải tu thập thiện, mình hành thập thiện. Bởi vì cái hành thập thiện đó là cái nó là cái trợ lực hữu hiệu cho cái sự niệm Phật. Bởi vì Đức Thầy nói chúng sanh niệm tịnh được tam nghiệp thì mới mong về cõi Phật, hay tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương đó. Thì nếu mà mình có cái khả năng nữa đó thì Đức Thầy cho mình biết đó, thì trừ xong 10 điều ác thì tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi được một bước trên con đường đạo hạnh. Nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích, phải cần hành luôn đạo bát chánh tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhật tụng cho những ai muốn thoát chốn mê độ để tấn triển trên con đường giải thoát. Vậy thì muốn đi về cõi Phật thì phải lập thân cõi trần. Lập thân cõi trần là mình phải làm như thế đó. Để mình trừ và mình tránh 10 điều ác. Mình tránh 10 điều ác. Rồi mình thực hành luôn cái đạo bát chánh. Thì cái con đường mình đi về cái cõi Phật là đầy đủ cái điều kiện để đi về cõi Phật rồi đó. Còn tất cả những cái việc khác, cái sự vướng mắc á thì chỉ có cái phương pháp mà Đức Thầy đã chỉ đó, như tôi vừa trình bày trên đó. Thì thứ nhất là mình tai nghe chi những câu ái ố. Bây giờ những cái vướng mắc ở ngoài đời đó, tại vì mình thấy mình khó chịu khi có những cái người người ta ở xung quanh mình mà người ta làm cho mình khó chịu mà mình nhẫn được á thì nó mới mới đạt được mục đích. Bởi vì khi cái người nhẫn đó là cái người đó đã tin sâu vào luật nhân quả rồi,
Bởi vì tin sâu vào luật nhân quả là sao? Cái người nào làm sai thì người đó sẽ lãnh lấy hậu quả. À, mà đã có luật nhân quả rồi, ta không có cần phải suy nghĩ chi cho nó bận lòng. Bởi vì cái người đó đó, người ta làm, ta gây những cái sự oan ức, cái điều mà nó có ác cảm với mình đó, thì tất nhiên thì người ta sẽ lãnh lấy cái hậu quả, chứ không có cái gì hết á. Cho nên cái người đã tin sâu vào luật nhân quả thì người ta dễ nhẫn lắm. Còn cái người chưa tin sâu vào luật nhân quả đó, thì tại vì mình thấy là cái người đó đó, người ta gây cái điều phiền phức cho mình. À, người ta chửi mình tiếng thì mình chửi lại 2 tiếng để cho mình muốn hơn người ta. Mình muốn hơn người ta thì coi như là cái điều này đó, mình đã gieo cái nhân rồi, để mình phải hưởng thêm cái quả nữa. Còn mình nhẫn người ta thì nó hết hết chuyện à. À, cho nên là Đức Thầy nói là gương trước hấn thần hằng tính nhẫn đó, ráng nhẫn 100 phần dầu khó nhẫn, dạ thưa quan chức phận làm dân đó, gương trước hấn thần hằng tính nhẫn, đã không khổ nhục khỏi ưu phiền. À, đã không khổ nhục khỏi ưu phiền hằng tính á. Tại vì sao ta nhẫn? Tại vì hằng tính á là cái người đó là trên thì biết được thiên văn, dưới am tường được địa lý. Đó. Là cái hoài bão á là muốn làm đại tướng. Mà làm đại tướng á thì cái người này đó là đã thông hiểu cái thiên văn và địa lý hết trơn rồi, và biết được vận thời nữa. Đấy, cái này là cái lời của ông Khương Thượng dạy đó. Cái người làm tướng là trên phải biết thiên văn, dưới am tường địa lý, và phải biết được vận thời. Như vậy cái vận thời mình chưa đến đó, cho nên hằng tính mới nhẫn. Trong mình nó luôn luôn là đeo cái thanh gươm, đi đâu cũng đeo cái thanh gươm bên mình. Vậy mà gặp cái tên hằng thịt á, nó làm nhục ở giữa chợ. Bởi vì nó thách thách thức hằng tính, nó dám giết nó thì mới phải là cái người anh hùng. Còn không giết nó thì bây giờ phải lòn trông ở giữa chợ. Thấy không quý vị, thấy chưa? Mình chưa chắc gì mình mà gặp những cái nhục nhã như vậy, mà bây giờ hằng tính đó, bây giờ bị nhục như vậy đó. Mà cái chí khí thì rất lớn, cái hoài bão rất lớn, cho nên hằng tính phải suy nghĩ rằng là bây giờ nếu mà mình giết nó, cho nó một đau là nó đầu liền khỏi cổ liền cái gì, nhưng mà phải vô tù. Rồi bây giờ mình vô tù rồi thì cái hoài bão mình không thực hiện được, cái hoài bão không thực hiện được. Cho nên vì thế mà bây giờ mình nhẫn nó thì mình mới có thực hiện hoài bão được. Trong cái lúc nhẫn đó như vậy đó, thì những cái người bình thường đó là khi dễ, khinh chê, ngạo cười. Nhưng những cái người trí á, những cái người cao hơn đó, nhờ cái sự nhẫn của hằng tính mà làm cho có 2 người biết. Thứ nhất đó là Phạm Tăng, thứ nhì đó là Trương Lương. Hai cái người này là hai cái vị quân sư của một là của hạng Võ. Phạm Tăng là quân sư của hạng Võ rồi, mà Trương Lương đó là quân sư của Hấn Bái Công. Hai người này biết, sở dĩ hằng tính mà nhẫn như vậy đó là con người này có cái chí lớn. Cho nên cũng cũng có người biết mình chứ. Cho nên cái người trí á, người ta thấy cái người nhẫn như vậy đó, người ta phục. Còn cái người bình thường đó thì người ta khinh chê. Ta khinh chê, cho nên là Đức Thầy biết như vậy mà Đức Thầy mới dạy mình là tai nghe chi những câu ái ố, lòng từ bi chớ cố lời dèm, hay là phận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Như vậy một cái người chỉ có muốn làm tướng, có nổi danh ở trên cái cõi cõi đời này thôi. Còn mình á, là muốn nổi danh là khắp cả vũ trụ, phải không? Bởi vì mình tu, mình quyết chí thành Phật á, thì cái danh của mình á thì cũng như là cái danh của Đức Phật Tổ vậy đó. Đó. Chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm, rồi non tuyết sang rú rừng thăm thẳm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp 4 biển dân lành sùng bái. Đó, thấy chưa? Thì mình muốn muốn về cõi Phật thì phải lập thân cõi trần. Lập thân cõi trần thì mình phải có cái sức nhẫn, phải có
có cái sự chịu đựng đó, mình phải có cái sự dẻo dai để chịu đựng thì mình mới đi về cõi Phật được. Thì cái chí của mình lớn hơn hàng tính rất là nhiều. Đúng quý vị, cái người mà tu mà muốn cho mình chứng được đắc Phật quả thì cái hoài bão mình lớn hơn hàng tính. Bởi vì hàng tính á, vinh quang á, chỉ có một trong một thời thôi, trong một lúc thôi. Ở trong cái đời người mà chỉ hưởng được cũng có bao nhiêu năm vậy thôi. Chứ còn mình á, thì vĩnh viễn trường tồn. Không? Về cõi Phật là được vĩnh viễn trường tồn rồi. Như vậy thì mình phải, Đức Thầy kêu mình phải noi gương của hàng tính để mà mình nhận. Mình nhận đó. Hãy nhẫn nhẫn cho rồi cơn bỉ cực. Cái người muốn muốn đạt được đi về cõi Phật đó, để lập thân cõi trần đó, không có ngoài cái nhẫn thì mình không có về, mình không có thực hiện được cái hoài bão này đâu. Như vậy thì bây giờ tôi xin góp một cái ý như vậy đối với Cát Tường. Nếu mà Cát Tường chưa thỏa mãn thì có thể là mời một cái vị khác lên để góp ý thêm đó quý vị. Bị cái câu hỏi này thì chỉ câu hỏi về mặt tâm lý mà thôi. Về mặt tâm lý bây giờ mình phải thực hành làm sao để trong cái cuộc sống này mà để mình đạt được cái mục đích là mình đi về cõi Phật. Thì bây giờ tôi trình bày theo cái hạt khả năng hiểu biết tôi là như vậy. Bây giờ tôi xin trả mic lại David Sa ha, mình đồng thời mời cái vị khác lên để góp ý thêm. Giờ xin trả Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đại sư xin chào lại chư vị đồng đạo. Cảm ơn sự chia sẻ của huynh Hồng Quang qua cái mệnh đề thứ ba của anh chị Cát Tường đã nêu lên. Vì giờ đây Đại sư xin hỏi ý kiến trong đạo tràng và vấn chủ ạ. Cho Đại sư xin biết tín hiệu qua cái sự chia sẻ của huynh Hồng Quang đi ạ. Xin chư vị thiện hữu trí thức, chư vị có mặt trong đạo tràng, chư vị nào có sự bề dày nghiên cứu qua cái mệnh đề trên thì đó sẽ xin mời quý vị ạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn bàn tay thân thương của chị ạ. Bốn ân đạo huynh. Dạ rồi, giờ đây đó sẽ xin gửi mic để cho chị tiện nghỉ nha, để chị lên chị chia sẻ ý của mình cho chư vị dân chủ và đạo tràng chúng ta hiểu biết thêm. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện Mỹ xin kính chào chư quý đồng đạo đã có mặt trong đạo tràng. Dạ, Thượng Mỹ thấy cái câu hỏi của đồng đạo Cát Tường thì huynh Hồng Quang chia sẻ rất là đầy đủ. Tuy nhiên cái phần mà mình nhìn kỹ câu hỏi thì thấy đồng đạo Cát Tường hỏi rất là rộng, mà thưa chư quý đồng đạo, bước đường tu hành đạo gặp những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống đời thường mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải đương đầu trước những nghịch cảnh ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Thì cái điều này là cái nghịch cảnh ngoài xã hội và trong gia đình là hình như là mỗi ngày mình đều có gặp, chứ không phải ai mà đi suông được hết. Nhưng mà không có nêu lên là cái nghịch cảnh nó như thế nào và trong gia đình nó gặp cái nghịch cảnh gì thì mình chia sẻ nó mới chính xác. Còn cái này đó đó là một cái nói chung chung thôi. Thì cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà làm thế nào để được hài hòa giữa đời và đạo, thì cái đời và đạo, mà nếu như chúng ta nói là đời và đạo thì ở cái câu mà đúng theo như là muốn về cõi Phật lập thân cõi trần đó, thì hồi trưa này đó, nếu chư quý đồng đạo mà có nghe được đồng đạo Hoa Sa Mạc chia sẻ với cái sự thế tiếp vật đó, thì chúng ta thấy đó là một cái điều rất là tuyệt vời để cho mình đối xử cái cách mà mình hành xử đó, đời và đạo rất là trọn vẹn. Nếu như mà thưa chư quý đồng đạo, nếu như mình nói rằng mình nhẫn thì chỉ có một cái chữ nhẫn thôi là nó cũng chưa có đủ đấy chư quý đồng đạo. Chúng ta có rất là nhiều và huynh Hồng Quang chia sẻ rất là sâu. Cái việc mà giữa đời và đạo thì nó là cái của cái người cư sĩ rồi, mà mình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở đây là đa số là cư sĩ chư quý đồng đạo. Cho nên nhiều khi mình nói ở một cái điểm tuyệt đối như của một người tu sĩ thì cái người cư sĩ đôi khi chưa làm được. Vì vậy cho nên như hồi trưa này mà mình nghe Hoa Sa Mạc chia sẻ thì cái điều rất là gần gũi, rất là thực tế, để cho cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình khi mình gặp cái khó khăn hay là mình gặp cái điều cái ý nghịch lòng thì mình phải làm như thế nào. Mà thì thật sự thì Thiện mới nghĩ như thế này, đưa ra điều thực tế thí dụ nha. Một người nào mà đem cái điều gì đó đến cho mình mà mình cảm thấy không hài lòng
thì mình nên nghĩ là mình cũng đừng đem cái điều mà không hài lòng của mình á đến cho người khác. Tức là mình làm sao để khi mà mình đối xử là cái việc mình làm, nếu như người ta mình đối xử với người khác mà mình thấy rằng người ta vui thì cái điều đó mình nên làm. Và nếu như mình thấy rằng mình được niềm vui và người khác buồn thì chúng ta không nên. Hoặc là mình được cái điều lợi mà đạp trên người bạn hay người đồng đạo hay người xóm làng ở trong xóm giềng của mình mà mình được lợi mà người ta bị hại thì mình cũng không nên. Và nếu như chúng ta sống mà biết cái sự thế để mà hài hòa giữa gia đình, trong gia đình thôi chứ quý đồng đạo, đôi khi mình cũng có trái ý nghịch lòng, cũng có những cái mà mình vừa ý, những cái như không vừa ý. Đối với anh em trong gia đình cũng không phải mình hoàn toàn vừa ý với nhau. Thì nếu như trong gia đình á, mà mình xử thế không đúng, mình lấn lướt hay là mình làm những cái điều mà mình được phần rồi người thân của mình mất phần, hoặc là mình được việc hay là mình được tiếng mà đạp trên cái của trong gia đình mình thôi thì cũng chưa có được. Mình xử thế làm sao mà trong gia đình mình nó hài hòa, nó hòa thuận, rồi thì đối với bước ra xã hội mình mới xử thế được tốt với người khác, thưa chư quý đồng đạo. Chứ còn mà bản thân mình mà trong gia đình cũng không thì nói chi tới ngoài xã hội làm sao mà người ta nghe mình. Thì Thiện Mỹ muốn xin nói là mình không nói gì cao. Cái người mà cư sĩ á, như chúng ta còn sống, vừa sống gia đình mà vừa làm ăn ngoài xã hội, mình muốn được hài hòa thì mình nên nhớ cái một câu thôi: những điều gì mình không muốn người khác đem đến cho mình thì mình đừng bao giờ mang đến cho họ. Thì như vậy thì mình có thể là từ những bước đó đó thì mình mới lập được cái điều tốt cho bản thân mình, để rồi mình có thể đi xa hơn một bước nữa, tức là bước gần nhất là như vậy. Còn nếu mà muốn họ cho đầy đủ hơn thì chư quý đồng đạo nghe lại cái đề tài hồi trưa này để qua sa mạc chia sẻ rất là hay. Và Thiện Mỹ có những cái rất là đơn giản để cùng chia sẻ, bởi vì cái câu hỏi này thì nó cái câu dưới, cái phần ở dưới, cái vế dưới đó thì huynh Cát Tường có nói thì đồng đạo Hồng Quang chia sẻ rất là đầy đủ, nhưng mà cái vế ở trên á thì nó không có một cái trường hợp chính xác nào hết, mà nó nói rất là chung chung thì mình cũng chia sẻ như thế thôi. Dạ, Thiện Mỹ xin kính mời lại David Xe. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn chị Thiện Mỹ đã góp đi một cái tiếng nói của mình. Và dân chủ cũng đã có lời cảm ơn Quynh Hồng Quang và chị Thiện Mỹ. Và chào đồng đạo Thanh Vân mới vào room và đồng đạo Cao Hoàng Sao mới vào room ạ. Vậy thì theo như lời yêu cầu của dân chủ thì dân chủ cũng đã đồng ý với cái sự chia sẻ của Quynh Hồng Quang và sự góp ý thêm của chị Thiện Mỹ. Riêng về đạo tràng của chúng ta thì đạo sẽ xin hỏi chú quý vị trong đạo tràng, xin chú quý vị nào còn cái ý nào nữa để bổ sung thêm cái mệnh đề thứ ba không ạ? Nếu mà có thì đạo sẽ xin mời chú quý vị mình đưa tay lên để cùng đóng góp thêm chuyên đạo. Gió ơi, em có ý gì không gió? Quynh eo, dạ, Nam Mô Di Đà Phật, có Quynh eo liền. Mới nói Quynh eo là có Quynh eo liền chứ chuyện đạo. Dạ, vậy giờ đây đã sẽ xin gửi mít lên cho Quynh eo để Quynh lên chia sẻ kỹ của mình qua cái mệnh đề của anh chị Cát Tường ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, kính thưa gia đình đồng đạo Cát Tường. Đồng đạo đã hỏi câu cũng rất là rộng. Dĩ nhiên là con người ta có cái xác thân, thì trong cái quá trình sống thì nhất định là chúng ta cũng phải gặp những cái nghịch cảnh ở trong cái cuộc sống ở ngoài xã hội cũng như là trong gia đình. Vậy cái người tín đồ phải làm như thế nào để hài hòa, để hài hòa được cái những cái nghịch cảnh đó? Thì theo như Quynh Hồng Quang đã trình bày thì phải nhẫn, thì phải học chịu nhẫn. Chịu nhẫn thì có thể vượt qua được những cái khó khăn đó. Thì đồng đạo hỏi thêm là ở giữa đời và đạo, qua câu mà thầy đã dạy trong bài Thu Đã Cuối là muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta cũng biết rằng không có lập thân ở cõi trần chúng ta không có học được cái đạo đâu quý vị. Không học đạo được thì không có về được cõi Phật đâu. Thật sự là như vậy đó. Những cái chúng sanh ở cảnh giới khác không bao giờ học được đâu quý vị. Ở trong lục đạo luân hồi này thì hầu như là có con người ta thì mới học được tốt cái
cái pháp của Phật để mà vượt ra khỏi dòng sinh tử luân hồi mới về cõi Phật. Còn những cái cảnh giới khác, ví dụ như là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục hay là Atula, thậm chí cõi trời cũng rất là khó học lắm quý vị, cũng khó học được cái pháp của Phật lắm. Các vị tiên ở trên trời có đầy đủ cái phước đức cho nên cũng sống tự tại lắm, thành ra cũng không có, cũng rất là ít, không có học được pháp Phật đâu quý vị thấy. Chỉ có con người ta có khổ có vui này nè, cho nên cái quá trình học tập thì học Phật nó mới dễ đi về cõi Phật. Thì trong cái bài Thu Đã Cuối đọc ngược lên câu nữa thì Đức Thầy dạy là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Thì cái câu đó, hai cái câu đó là một cái dế đó quý vị. Tức là muốn về cõi Phật nhất định chúng ta phải lập thân ở cõi trần. Mà quý vị biết là lập thân ở cõi trần là có cái xác thân này là quý vị đã mang cái bốn cái nợ rồi, như các tường đã trình bày đó. Có cái xác thân này là chúng ta đã mang bốn cái nợ, đặc biệt là đối với tín đồ nhà Phật chúng ta mang thêm cái nợ tam bảo nữa quý vị. Chúng ta nợ thì tổ tiên cha mẹ mình có cái xác thân này, nợ thì tổ tiên cha mẹ mình, nợ thì đất nước cái vật chất nuôi dưỡng cái xác thân này lớn lên, nợ từ đồng bào nhân loại cái công ơn che chở đùm bọc, và chúng ta nợ từ tam bảo, nợ từ Phật pháp đó, cái công ơn khai thị trí óc của mình. Cho nên có cái xác thân này chúng ta mới học Phật được, và học Phật được thì chúng ta mới giải thoát được. Thì cho nên là mình có xác thân này là mình đã nợ bốn cái nợ là phải trả, bốn cái nợ đó là phải trả, nợ đó là nợ bắt buộc, là nợ thiếu rồi đó, nợ đã thiếu rồi đó. Đồng thời chúng ta có cái xác thân này chúng ta cũng có thể tạo ra những cái nợ mới nữa, ví dụ như là nợ mới tạo ra từ tam nghiệp đó. Là có xác thân này chúng ta có thể tạo nợ mới từ việc sát sanh, có cái thân này mình sát giết sinh vật là tạo nợ mới nữa, rồi mình đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, ý ngôn, mắt khẩu, giọng ngữ, thậm chí là tham lam, sân nộ, mê si nữa, thì ra mình phải tránh trả nợ cũ, tránh nợ mới, tức là chúng ta đã hoàn thiện được cái nhân đạo rồi. Tức là có cái thân mà chúng ta không có còn nợ nần gì nữa hết rồi. Vậy thì chúng ta phải học Phật bằng cách là bạch trinh. Bạch trinh tức là phải giữ cho tâm lòng mình trong trắng, tức là phải dựa vào cái xác thân này để tu tập cho cái tâm hồn chúng ta có được cái sự trong trắng trong tâm hồn. Bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân cũng về gọi Phật lập thân cõi trần. Thì nhờ cái cách mà tốt nhất á, cách mà tốt nhất để cho người tín đồ lập thân ở cõi trần thì chúng ta nghe theo lời thầy dạy. Ở trong Thi Văn Giáo Lý hình như là em sĩ thấy được có hai cái chỗ mà Đức Thầy dạy chúng ta là chi cho bằng. Thì đồng đạo đọc được cái phần chi cho bằng khúc sau đó thì quyền đồng đạo sẽ thấy được là lời thầy dạy của chúng ta đó là trọn vẹn được đạo và đời. Đức Thầy dạy là chi cho bằng ta sớm lo toan, dình giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, là một cái chi cho bằng. Đó là chi cho bằng học Phật. Còn cái chi cho bằng là tu nhân, là chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hay hơn là tranh đấu. Thở ít tuổi ấy là thời thơ ấu, ơn mẹ cha dạy dỗ lúc nâng niu, lớn lên rồi cần giữ lấy quy điều của Phật Thánh dạy người trung lẫn hiếu. Thì hai cái chi cho bằng đó là chúng ta sống được trọn vẹn đời và đạo phù hợp với nhau trong cái thời kỳ hiện nay theo như thầy đã chỉ dạy chúng ta. Vậy thì chi cho bằng là chúng ta hoàn thiện được cái nhân đạo, và chi cho bằng là chúng ta học Phật. Học Phật là toàn diện được cái học Phật, tức là được như vậy thì chúng ta sẽ là cái tín đồ mà được trọn vẹn đạo và đời phù hợp với cái hoàn cảnh hiện nay. Thì đó là cái ý của em thì tham gia vô cái câu hỏi, tại vì câu hỏi này nó rộng quá. Còn cái phần ở trên thì trong cái cuộc sống thì dĩ nhiên là nhất định chúng ta cũng phải khó khăn rồi. Khó khăn thì chúng ta lấy là chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, cũng giống như Quỳnh Quang nãy đó. Là chi cho bằng thì lúc sống sanh đó thì chúng ta phải nhẫn nhục. Thì thầy dạy là chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, tức là cũng nhẫn nhục. Thì để được về cõi Phật thì chi cho bằng ta sớm liệu toan, lo toan dình giới luật nghe kinh trọng Phật. Thì cái đó là để được về cõi Phật, tức là được toàn thiện cái thân và cái tâm. Thì chúng ta phải hoàn thiện được cái bổn phận của con người trong cuộc sống, và đồng thời cũng phải học Phật nữa mới được giải thoát, chứ nếu mà không có học Phật thì chúng ta không bao giờ được về cõi Phật. Thì đó là cái ý của em suy nghĩ và hiểu được, và xin được tham gia câu hỏi cùng đồng đạo. Xin được gửi mic lại cho David nghe. Nam Mô A Di Đà Phật.